Ecuador chia tay World Cup vì Valencia mất tích. Ecuador đã thua Senegal trong thế chỉ cần hòa là đi tiếp. Họ bị loại khỏi World Cup 2022 đầy cay đắng vì Valencia mất tích trên sân và không thể hiện được phong độ cao như hai trận trước. Lượt trận cuối bảng A World Cup 2022, Ecuador sống mái với Senegal, nhưng Enner Valencia mất tích trên sân. Tay săn bàn là sát thủ của Ecuador, Enner Valencia bị các cầu thủ Senegal phong tỏa và dường như mất dạng suốt 90 phút. Rõ ràng huấn luyện viên Aliosis phong tỏa Valencia theo một cách rất kỹ lưỡng. Bóng không thể tới tay săn bàn này được và Valencia cũng chẳng làm nhiệm vụ kéo giãn phòng ngự Senegal ra được. Bất ngờ hơn, ngay từ phút đầu trận, nhà vô địch châu Phi Senegal đã phủ đầu đội bóng Nam Mỹ bằng lối chơi tấn công cực kỳ đa dạng, khi thì trồng biên, khi thì chẻ bóng ra hai cánh, lúc lại tấn công trực diện dọc trung lộ. Phải nói rằng, nửa đầu hiệp 1, các hậu vệ Ecuador đã bở hơi tai trước sức tấn công rất tốc độ, đa dạng của Senegal. Senegal vắng mặt Sadio Mane nhưng vẫn đá cực tốt. Nhưng phải nói rằng Senegal trình bày một bộ mặt rất ấn tượng như thế cũng dễ giải thích bởi trong vòng 2 năm qua, Senegal đã hai lần đánh bại Ai Cập của Salah. Đó là trận chung kết cúp các quốc gia châu Phi và trận play-off tranh vé đi World Cup 2022 này. Phải nói rằng cách tiếp cận trận đấu của Senegal làm cho Ecuador bất ngờ, choáng váng và hụt hẫng bởi các cầu thủ Senegal quá khỏe, quá nhanh và chơi pressing khi mất bóng cực kỳ ấn tượng. Điều này làm cho Ecuador cực kỳ khó khăn. Đàn áp Ecuador ngay đầu trận, nhưng mãi đến cuối hiệp 1, Senegal mới có bàn thắng từ chấm 11m. Emelasa đi bóng vào vòng cấm, rồi hậu vệ Ecuador phạm lỗi. Chính xa tầm bóng đặt vào chấm 11m và ghi bàn. Chỉ cần hòa là Ecuador lấy suất của Senegal nên đội bóng Nam Mỹ chiến đấu quyết liệt. Đến phút 67 thì họ có bàn thắng san bằng 1-1 cho công Caicedo. Nhưng rồi chỉ 4 phút sau, Koulibaly đóng đinh trận đấu bằng chiến thắng 2-1 cho Senegal. Đó là cú đệm cận thành rất mạnh của hậu vệ hay tham gia tấn công này. Chỉ lần hòa là Ecuador đẩy Senegal xuống vị trí thứ 3. Nên trận đấu đã hấp dẫn đến phút cuối, nhà vô địch châu Phi đã bảo vệ tỷ số 2-1 một cách ấn tượng và cũng rất căng thẳng. Ở trận Hà Lan, Qatar, không có đột biến xảy ra dù chỉ là trận danh dự cho chủ nhà Qatar. Chủ nhà Qatar thua tiếp trận thứ 3 trước Hà Lan với tỷ số 0-2. Như vậy, ở bảng A, Hà Lan và Senegal vào vòng 16 đội World Cup 2022. Còn Ecuador và Qatar chia tay.